Ok, lên em. Mặc dù hết sự kiện sang Timeless Fest rồi, nên nhưng mà vẫn còn một số game tôi muốn thử qua. Nên hôm nay chúng ta tiếp tục những con game trong sự kiện Timeless Fest. Mặc dù hơi trễ một chút, game đầu tiên nó tên là Guild Wars. Chúng ta lướt thử qua cái trang Timeless Fest của con game. Nó có nghĩa là cái lỗi của máy đầu. Giới thiệu đậm chất ngoại hình nha. Nó mang rất là nhiều cái nét kẹt tôn của năm xưa. Dù coi là cái lỗi của máy đầu đấy, chúng ta sẽ đào xuyên xuống lòng đất, rồi tiếp tục thu nhập những cái tài nguyên quý hiếm gì đó. Game này chắc thay đổi Gogulai mới ta. Đây, đúng rồi, Gogulai. Chúng ta đào xuống và đào liên tục luôn. Không biết có được trực tiếp điều khiển những cái nhân vật này không? Hay là chỉ là đưa ra những cái cơ chế quản lý của nó thôi? Con này làm animation khá là tốt luôn á. Dựng được nguyên cái bộ phim hoạt hình cạc con luôn mà. Cái nền đồ họa nó pixel nhưng mà rất là chi tiết nha. Mấy cái máy móc được thiết kế rất là đẹp nha. Đầy đủ và độc đáo luôn. Game này thì làm tôi nhớ đến cái con mà Doom Keeper với mà One World. Hai con này nè. Doom Keeper người giữ máy vòm á. Không có nè. À Doom kia, Doom, Doom này mới đúng. Nè Doom Keeper với mà con One World. One World. Này. Hai game con này á thì chúng ta cũng mà dạng có một cái máy ở trên rồi chúng ta đào sâu xuống thu nhặt tài nguyên rồi đem lên nó lại gia cố cái máy cũng phòng thủ với mấy con quái vật như thế này luôn. Thì con nãy cũng cơ chế tương tự vậy, vẫn đào xuống lấy tài nguyên, vẫn xây dựng những công trình thủ thành, vẫn phải tiêu diệt quái vật như thế này. Này là một những con game mà Dependy làm rất thành công, cũng trong cái đợt Timeless Fest tôi đã chơi thử rồi đó. Winver thì con này thay vì chúng ta đào dọc từ trên xuống thì chúng ta đào theo chiều ngang. Game này giá nó cũng khá là rẻ luôn, chỉ có 50.000 thôi. Thì vẫn đào sâu hay chiều ngang chúng ta đâm xuống thu nhập cái tài nguyên bằng cái máy hút này đem về nâng cấp cái con tàu của mình rồi càng lên cao leo lên 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 như thôi. Thôi chúng ta vô thử con dư co trong cái đợt Saturn Netflix này xem chất lượng game như thế nào. Vô này tạm thời để cửa sổ đi ha. Cái xã hội tini bui. Have you ever noticed your planet turning into a frozen iceberg, even on the hottest days? Đây là cái đoạn các cảnh đầu game nè. The world has heated up like a sizzling skillet. Maybe your planet's magnetic field no longer shields you from perilous. Những cái hành tinh mà chúng ta sống á, nó có rất nhiều loại luôn. Nó có thể là quá nóng, quá lạnh, hoặc là nhiễm luôn cái phóng xạ. Nên cái dịch vụ mà Gilcore này ra đời, nó sẽ phan thẳng vào cái lỗi của cái hành tinh đó. Sau đó bắt đầu chữa trị hoặc là nâng cấp cải tiến gì đó. Đó, đó là cái dịch vụ quảng cáo cho cái công việc của chúng ta trong game này. Thì tôi cũng thử cái bản demo này mới vài phút rồi. Nói chung là cũng nắm bắt được những cái cơ bản của nó thôi. Đây, trong cái phần upgrade này á, thì khi mình có điểm mình sẽ có thể upgrade. Tôi mới có 17 điểm thôi, cũng chưa nâng được cái gì hết cả. Nói chung là nãy bấm vô cho biết con game nó ra sao, với mà setting cho nó ổn áp một tí. Setting thì rất đáng tiếc con game này nó chỉ có 60 fps thôi. Và âm thanh thì tăng lên tí cho nó vui ha. Rất nhiều loại luôn, nhạc cũng hơi nhẹ nhàng đó. Rồi, ngôn ngữ thì không có ngôn ngữ tiếng Việt của chúng ta đâu, nên bây giờ chúng ta vô play game luôn đi. Nó có rất là nhiều thể loại nha, nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể chơi được cái phiên bản hợp đồng đầu tiên này thôi. Bên này trái phải có thể chọn nữa nhưng mà đang bị lock rồi. Bên này cũng có chọn luôn, ở đây cũng có hai lựa chọn luôn. Nên bây giờ chúng ta bắt đầu cái hợp đồng đầu tiên. Nhiệm vụ của chúng ta là đào xuống 30m đến 5 lần hay gì? 50 lần, 50m đến 3 lần hay gì không nhớ nữa. Đây là cái lỗi đào mà chúng ta phải bảo vệ nè. Game này làm animation rất là tốt luôn nha. Nhấn Enter để bắt đầu đào xuống. Khi mà mình thu được 4 cái cục đá màu tím này thì chúng ta lại tiếp tục đào xuống một lần nữa. Khi nào đạt được mấy cái nhiệm vụ mà 150m ở trên này á thì coi như là hoàn thành. Đầu tiên á thì chúng ta có thể xây được hai cái trụ súng miễn phí. Anh em thấy có 5 lót súng nè, 1 2 3 4 5 nè. Quái nó sẽ tràn ngập từ trên này xuống, quái nó sẽ đi dọc từ trên này xuống đây. Nên nhiệm vụ của chúng ta là phải vừa đào xuống dưới lại phải xây mấy cái trụ phòng thủ nữa. Đầu tiên thì chúng ta xây cái khẩu mà tôi ghét này đi. Bên này thì nó bắn đạn là xa hơn, nó bắn đạn chùm đó. Cái này dạng như cây shotgun vậy đó. Có hai khẩu súng đầu tiên miễn phí rồi nha, mấy cây còn lại tốn tiền lắm. Rồi tiếp theo là xây những cái công trình quan trọng. Đầu tiên là cái ba gác là nơi cái chạy lính. Mình đang hiện có 4 lính nè. Đó. Đâu 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 đâu. Lính này nó gồm là ba loại. Màu đỏ này á là những cái con để đào. Màu xanh dương này á là những con vận chuyển. Còn cái màu xanh lá này là những cái con hậu vệ. Tức là trong lúc mình đào nó sẽ sinh ra những con quái nữa. Những con quái ở dưới lúc này nè. Những con hậu vệ thì phải bảo kê cho hai đứa này. Bây giờ tôi lấy thêm một đứa đào nữa đi. Bên này thì là một cái nhà máy nghiên cứu. Còn bên này là cái bộ mà dạng như
cái gì đó, cái kỹ năng. Ừ. Đầu thì mình mới có hàng đầu à, một hàng vận chuyển với một hàng hộ vệ nè. Những cái đỏ đỏ đó là quái vật đó nha, chúng ta ưu tiên diệt những cái quái đỏ đỏ đó. Tiếp theo là xây cái bộ não đi. Đây là cái công trình nghiên cứu đầu tiên của chúng ta, tăng cái tốc độ mà làm việc cho hai công nhân, tạo một cái xiên bảo vệ cho những cái thằng đó. Chắc là gì ngon đi, hai cái này không thể nào ngon cả. Cái trụ laser làm chậm, nó sẽ bắn ra làm chậm những cái con quái trong phạm vi là 13 lốc. Cái này cái trụ độc, trụ này nó sẽ bắn ra một nhóm của quân địch gây nổ luôn nè. Trụ độc thì có vẻ ngon hơn, lấy cái trụ độc đi. Bây giờ phải cần thêm một thằng vận chuyển nữa mà mình hết đá xanh này. Ba thằng đào, một thằng vận chuyển, một thằng hộ vệ, mình còn hai lốt nữa. Đây, cái chỗ này quái vật nó sinh ra nè, không làm kịp đó là quái vật nó tràn ra. Buổi tối nhá, hết ngày á là mình phải nhấn EG để kéo quân mình về, chứ không thôi là quái vật ở dưới buổi tối là nó cắn mình chết luôn như con này nè. Đó, vừa phải phòng thủ ở trên nữa nè, vừa phải phòng thủ ở dưới này luôn, là nó rất nguy hiểm nè. Đó, thêm ăn quả giờ. Trên này thì quái sẽ tràn xuống, mình có mấy cái trụ này mình thủ được rồi. Thêm con nữa nè. Bốn đầu đi. Bốn hàng đầu, hai vận chuyển, một phần hậu vệ, chết thì mình thay quân như sau. Đây một con quái nữa nè. Bên này có một trụ mà trụ này nó bắn mạnh thôi chứ nó bắn chậm. Hết ngày đầu tiên, chúng ta sang ngày thứ hai tiếp tục đào đi mấy bạn ơi. Hai anh vận chuyển, hai vận chuyển đầu game cho nó nhanh. Cái này quái nè, đầu lẹ. Quái nào quái nè. Sắp đánh ngày nữa rồi. Phải trên 7 có chủ mới. Những cái chủ nào có chữ kinh đau tham này á là anh em có thể sử dụng nó như một cái khiêu kích hoạt nhé. Cái trụ này nó sẽ bắn xuống lòng đất để bảo vệ những cái thằng lên đầu dưới này. Còn cái này boost hiệu ứng hoạt động cho hang đệ. Khi hạt tiêu á, thì những cái tua ghét của mình nó sẽ bắn với tốc độ nhanh hơn. Tôi nghĩ là nên bảo vệ mấy thằng đệ trước đi. Trụ thì trụ độc của mình nó tới 5 đá xanh lần, tiết kiệm đó. Dễ 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 bê 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 bê. Bắn gì bắn hụt nó ba. Lần này quái nhỏ nó rất nhiều nha. Nó tấn công cái lỗi mà. Cái lỗi mình mà phở là xong luôn á. Trụ này tôi đặt hơi cao rồi, đặt dưới này thì nó ngon hơn. Tại tầm bắn nó rất là ngắn luôn. Nên quái nó dừng ở chỗ này á, để ở khúc giữa này nó còn bắn được. Digon, gọi ra một con Digon để hỗ trợ mình chiến đấu. Cái con này nó sẽ hồi 140 máu chưa cần. Gọn đi. Nè, đựng cái màu tím nữa nè. Quái 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 quái. Mém nó chết thằng đệ tôi rồi, nó còn có một chấm máu à. Quái nào quái nào. Rồi may quá. Quái nữa nè. Sắp hết ngày rồi, nhanh tay để chân lên bạn ơi. Thêm một cái trụ độc nữa.
thêm cái tôi ghép bên đây, thêm cái trụ độc bên đây. Bê 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 bê. Đó, cái dạng quả lực mình ủng hộ rồi đó. Tiếp theo là tôi sẽ nâng cho mấy thằng đệ này lên. Nè, cái nhà nâng cấp nè. Chắc nâng cái này đầu tiên. Cái này tăng tốc độ đào lên 25%. Cái này tăng máu, còn cái này tăng tốc độ di chuyển. Còn cái này tăng đam cho mấy thằng hậu vệ. Bây giờ trụ mình rất là nhiều rồi, nên phòng thủ cái trên này gần như thoải mái đó. Tiếp theo là lo cho mà chăm sóc anh đệ đi. Được 4 cái hòn đá tím này, đá tím này nè, 4 cái mình sẽ đào xuống được lần đó. Được sâu hơn. Hai vận chuyển mà nó làm rất là chậm nha. Ba lần ba đá xanh này mới nâng được. Tăng cái tốc độ tấn công cho tất cả cái trụ mà thuộc thể loại là tôi ghét luôn. Mấy cái trụ tôi không biết thuộc thể loại nào nữa. Kích hoạt lên thì trụ nó sẽ bắn nhanh hơn là 300%, bắn nhanh hơn gấp 3 lần. Nhưng mà chỉ có một cái tôi ghét thôi nha. Mỗi cái loại đồng dạng với nhau á, thì nó sẽ tăng hiệu ứng lên 20%. Quái 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 quái. Rồi. Bây giờ mình đã đủ 4 hòn đá đó, mình có thể đào xuống nữa. Nhưng mà đang gom tí tài nguyên ở đó. Hết ngày, hết ngày, rút quân, rút quân. Rồi, mình bây giờ có thể đào xuống được rồi, nhưng mà chờ một tí nữa đi. Lụm mấy cái cục đá này cái nữa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, rất là nhiều luôn. Không hiểu phung phí được. Cái trụ độc này tôi không biết nó mạnh không. Ủa, mình có thể nâng cấp trụ được nữa. Phòng thủ khá là nhẹ nhàng đó. Đi, hai cục đá xanh luôn. Quán ba hả? Làm cái quán ba đi. Mấy cái đó là công trình mới là mình phải xây nè. Nhưng mà tôi chưa có nhiều chứ, phải tiết kiệm tí đã. Hai thằng vận chuyển mà nó làm chậm quá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, gần chục cục mới lật. Cái này những cái trụ mà chạy bằng năng lượng á, thì nó sẽ bắn mạnh hơn. Rồi, một thằng hẻo rồi, hai thằng hẻo luôn rồi. Năm ngày rồi chưa xuống được nữa trời. Đây tôi nâng lên là ba thằng đầu luôn rồi nè, ba thằng vận chuyển luôn rồi nè, để cho nó gom đồ nhanh tí. Quái mới đầu nó mạnh hơn rồi đó. Cánh bên phải này có hai trụ là cái bộ thiếu rồi đó nha. Rồi gom đồ đi, rồi chúng ta đào sâu chút, nhanh lên gom đồ đi. Ba thằng vận chuyển 9 món đồ chắc là cũng nhanh thôi, nó lấy lần được một món mà trời. Chắc phải tăng tốc độ lên. Đây tôi sẽ nâng tốc độ lên cho tụi nó. Nguyên ngày nó chỉ đi lấy đồ thôi đó. Xây cái gôn này á, cái máy tạo đi gôn này nè, thì mình sẽ có hai cái chiêu chủ động nó nằm ở đây. Khi mà cái chiêu chủ động này nó kích hoạt á, là mấy con quái nó tấn công mình á.
Rồi đéo kịp. Mất một thằng đào nữa rồi, thiệt tình. Đâm xuống luôn. Bỏ luôn cái cục xanh này tôi đâm xuống luôn. Đây nè, kích hoạt rồi mình thả ra mấy con Dragon nè. Đó, nó có hồi chiêu nha, nó là một cái chiêu chủ động á. Nó gần thôi xong cái nào kích hoạt cái nữa. Đó, gọi để ra. Đó. Nói chung bây giờ mình phòng thủ cứng rồi. Đào xuống. Mình phải kiếm thêm 4 cục tím nữa, mình lại đào xuống một lần nữa. Ê, quái kìa. Trời ơi, bém chết thằng nữa rồi. Cái trụ là cái gì đó? Hết ngày, hết ngày, hết ngày. Cứu quân, cứu quân. Mình được 7 cục đá xanh rồi, chắc xây thêm một cái trụ nữa đi. Không biết cái trụ là cái gì luôn, nhưng mà thấy lạ lạ thì cứ xây lại. Cái trụ độc này nâng lên là 4 cục đá xanh, 1 cục đá đỏ. Còn cái trụ là cái gì đó? Thời gian nó bắn đảo vậy? Thôi chết rồi, chết rồi, chết rồi. Chỗ này phải nâng mấy cái trụ lên sớm rồi. Không có là toan luôn. Bây giờ mình yếu quá rồi. Cái này nó phun lửa rồi đó. Mình phải đào chiều ngang, đào chiều dọc là nó cũng chết lính mình luôn á. Quái vật, quái vật. Xây thêm một cái trụ nữa rồi. Chắc cái trụ này đi. Dạng gân tôi ghép á. Trụ này của mình là cái gì? Không có coi được thông tin. Không có coi được mấy thông tin này. Cái này kích hoạt về đêm thôi. Mình có cái trụ Dragon này rồi, chắc xài thêm cái trụ Tuner rồi nữa, cho nó mạnh về cái phòng thủ luôn đi. Quan sát tình hình ở đầu dưới này nữa, kỹ kỹ mới được. Rồi, rút quân, rút quân. Ở đây còn vàng xây được ở trên nữa nè. Thả con ra. Cái số 2 của mình ở đóng băng quái rồi thôi. Không ngon cho mấy. Chở đời quái nó xuống nhanh quá. Cái này có khi phải thêm trụ vòng đủ nữa mới được á. Anh em thấy công việc vất vả không? Ban ngày đập đá, tối trốn quái. Quái nào, quái nào, phá luôn cái cục này, rất là nguy hiểm. Mấy cục đỏ này rất là nguy hiểm nè. Quái, 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 quái.
Ủa, mày chin automatic gun 311 tầm bắn 17 nóc. Ủa cái trụ này giống cái trụ đầu mình xây không ta? Nó sẽ gây nhiều đam hơn nếu quân địch ở trên 60% máu, tức là mình xây cái trụ này ở trên nó thì nó lợi hơn. Đây, sọt trên thì xây ở dưới đây. Quái 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 nào. Ba thằng đầu. Rồi hết ngày về thôi, về thôi. Ừ, chỗ này quái một bầy luôn. Cái sọc dân này xây trên đúng rồi đó. Xây trên hoặc ngay chỗ này nè. Khi quái nó xuống đây nó tụ lên nó bắn cái tụ của mình đó. Còn cái trụ này thì nó chơi ngu rồi. Rồi nó phun lửa chết hai đầu luôn. Bà nó thiệt, chết ban đầu luôn cơ, bả cha nó chứ. Cái này đầu bớt khả kháng luôn đó nè, nó phun hiệu chiều ngang nè. À, cái này là cái máy tạo ra mấy cái hộp đó cho mình. Mình cần cái hộp nào thì cái máy này nó sẽ tạo ra cái hộp đó. Cái này để gì, cái ghế gì? Ôi đừng 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 có đụng vô đó. Rút rút rút. Giờ mới để ý công dụng của cái máy này. Đứng yên. Ừ, dồn qua trái đi, bên trái quả lực mạnh lắm. Đứng yên đâu. Không, chưa có gì đáng kể cả. Mọi thứ vẫn rất nhẹ nhàng. Nó chưa chạm vào được cái nhà mình nhiều đâu. Đổ cây rồi. Những con này nó thấy ghê ghê làm sao. Sắp đường hộp xanh nữa nè. Đào này phải tính toán cẩn thận nha. Được 3 cục tím rồi nè. 4 cục tím thì mình tiếp tục là đào sâu xuống đường lần nữa. Sắp hết ngày rồi. Rút 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 rút. Con này nó dục cục đá rồi luôn. Xây thêm cái vụ bem ở đây. Chỗ này. Từ từ, còn bên đây thì không, không cần gì nữa đâu. Cái vụ sọc danh này phế quá. Chủ bên này sao nó không bắn đâu. Nửa cây rồi đó nghe, bắt đầu nguy hiểm rồi đó. Mỗi lần nó bào mình tí máu là bắt đầu có nguy hiểm rồi đó. Ba thằng đầu là hơi thừa đó.
Ủa hơi xíu đâu. Cái con này nó nguy hiểm không ta? Nhìn nó ghê ghê làm sao? Cái vật, cái vật. Kịp không? Không biết nữa nè. Méo kịp thiệt. Rồi chết luôn chiến sĩ rồi. Rút luôn, rút luôn đi. Cái bem này xây ở dưới đây là đúng rồi, nó sẽ tạo ra một cái hàng phòng thủ cho mình. Ngu quá, ngu quá. Bán bộ bù luôn đi. Sọc kênh này không ngon, trụ này có vẻ khá là ngon hơn nè. Cái này bắn khá là xa. Mình sẽ trụ độc bên phải đi. Chỗ này xây cái trụ bê mà đúng nè. Ôi đừng có đào lên con đó. Mini guild. Chủ này chủ chia. Nó sẽ gửi một cái con mà đi gôi xuống. Trời ơi chết sạch, quân của bệnh trên luôn rồi. Cái méo gì trời. Vãi. Chết sạch đó luôn, không còn đứa nào luôn. Mấy cái này mấy con quái nãy không biết chơi ngu đào vô nó cắn bể đầu luôn thiệt á. Thôi rút 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 bỏ luôn đi. Được ba cục tím rồi nè. Dù sọc kênh này nó phế quá. Đây 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 cuối cùng đây. Chết rồi, có con quái bên đây nữa rồi. Bê bê bê, để con quái nó cắn chết chưa.
Rồi, thủ vào bên này nữa là mình rút quân được rồi đó. Được đó hả? Dùng 4 cục đá xanh để nâng cái công trình này lên nè. Dạ thì sắp tay ngoan hết rồi. Còn đá xanh đá đỏ rồi nữa. Trời còn đóng đồ dữ luôn. Rồi nó gom đồ nó về nè. Đủ 150 mét rồi đó. Bản demo này thì tôi không biết còn một tầng nữa không, còn tầng nữa thì khá là ngon. Rút cái lõi về, thả cái lõi đủ sâu để mình thả cái lõi vô rồi đó. Hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên, hành tinh cằn cỗi này đã trở nên là tươi sáng hơn rất nhiều. Nhiệm vụ thành công trong vòng 16 ngày, cái co còn 32%. Ngon, coi thưởng một đống luôn nè. Lên bậc 2 chưa ta? Coi lên level 3. Chúng ta có thể upgrade được rất nhiều thứ luôn. Những cái lính hộ vệ bây giờ nó sẽ làm việc trên cái ca đêm nữa. Tại buổi tối thì nó cũng góp phần phòng thủ cho cái con của mình. Mở cái nhánh nâng cấp mới là cái phòng nghiên cứu. Nâng cấp này sẽ tăng thêm cái tầm nhìn khi mà mình đào hồi máu vô quật cơ. Ngon. Mình còn là 58 điểm, nhưng mà không biết điểm xanh dương này mình chưa có cái nào cả, nên nhánh nâng cấp cuối cùng của mình là đi xuống dưới này thôi. Level 5, level 6, level 8. Chúng ta qua được cái con nghiên cứu thứ hai, nhưng mà bản demo này chắc chơi đến đây được rồi. Khi hoàn thành cái phần thưởng thì được 65 điểm nãy với 28 điểm nâng cấp nha. Cái này yêu cầu xuống 4 lần nha, mỗi lần 50 mét là đi xuống 4 tầng. Cái nãy là mình đi xuống có 3 tầng à, cái này nè. Đó, mình đi xuống có 3 tầng thôi nên 150 mét. Game này cả bản chính thức thì tôi sẽ chơi. Nó rất là hay, rất là thú vị luôn. Thôi, chúng ta xong cái demo đầu tiên, một con game rất là thú vị nha. Đâu quyết list sẽ tìm đâu. Sẽ đi mở bằng cái team phép này. Cuộn nó cũng không có cuộn vừa vừa nữa. Rồi, ok, ủng hộ một quyết list cho đẹp. Đây là full game thì nó sẽ thêm một cái mà môi trường băng tuyết nữa, rất là nhiều cái công trình mới luôn. Full game thì nó có ra mà Early Access không ta? Để mình coi lại. Không, game này ra là ra bản đầy đủ luôn nha, nhưng mà chưa có thời gian ra mắt chính thức. Rồi, con game rất là thú vị luôn. Chúng ta qua con game thứ hai có tên là Gloomhaven Enigma. Game này là game gì tôi cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ nó một dạng phiêu lưu thôi. Đây, dạng phiêu lưu giải đố góc nhìn thứ nhất có rất là nhiều bí ẩn là trong một bối cảnh tăm tối luôn. Nó có những cái trò đùa đen tối như là dạng phone lít hả? Cái gì? Thì còn mà thêm yếu tố dễ thư giãn đó chứ. Nghĩ sao mà mấy cái thẻ này thư giãn được? Giải đố nè, tăm tối nè, vào cốt truyện nè mà lại là thư giãn. Cái này Single Laser chưa có ngày ra mắt chính thức của mà Jackbox Entertainment. Tháng này lúc trước cũng có một vài con mà dạng giải đố kỳ bí như thế này. Game này như tôi có mua rồi, nhưng mà chưa có chơi. Coi thử cái đợt trailer, được cái đoạn trailer này xem sao. Hey, hey em. It's been way too long, and I'm really sorry for that. Recently, I ran into some major obstacles that could put my research at risk. Cái góc quay nó rất nghệ thuật nha. Tôi đã từng thấy một vài thứ. It was such a lovely place. Is it still? I hope it is. Con này nó kiểu giống mà con ghi bình nó bữa, nhưng mà phong cách đồ họa nó tay lít hơn. Rất nhiều yếu tố giải đố nè. Con ghi bền, con mà ghi bền tôi chơi hôm qua hôm kia giờ khá là thất vọng luôn. Được giải đố tương tác có nhiều yếu tố bí ẩn. Con này hôm bữa tôi chơi là nó cũng thể lộ tương tự nè. Nó là từ cái cha đẻ của con mít á. Con này chơi khá là thất vọng, cái bản demo này nó chỉ được cái đồ họa tương đối ổn thôi.
Con này thì thấy ổn áp hơn đó, nhưng mà chưa biết game nó làm sao. Đài vô thử coi. Dim Heaven, Enigma. Nhạc rất là thú vị nha. Đây, biển khơi lên lên, Dim Heaven. Trên cái ta, dự án này đang gọi vốn cho nó, anh em muốn có thể lên đây ủng hộ là bắt đầu new game. Lúc nãy thì tôi vô option này bận tí nên bây giờ chúng ta chơi lại từ đầu đi, lướt lướt thử cái độ ban đầu coi nó làm sao. Option cho FPS với âm thanh nó ổn định. Dim Heaven, ông xã của tôi thì từng làm việc ở đó đó. Chúng tôi đến đây sau khi là cái sân bay nó đóng cửa, chúng tôi chuyển đi á. Nó là một nơi rất là dễ thương, giờ thì nó vẫn vậy chứ. Tôi cũng không biết nữa, đây là lần đầu tiên tôi đến đây này. Tôi hy vọng nó vẫn xinh đẹp như xưa. Tôi đến đây để làm cái gì? Chú của tôi thì ông ấy đã mất tích. Tôi rất tiếc vì điều đó. Hy vọng cô có thể tìm thấy ông ấy. Chúng ta đã gần đến Dim Heaven rồi, hãy sẵn sàng. Được rồi, làm thôi. Hạ cánh máy bay hả? Hay là đậu cái lắp xe lửa đây? Lúc nãy bảo cái sân bay đã đóng cửa mà ta. Đáp máy bay thiệt kìa. À, nhảy dù, búp bây giờ. Hạ cánh đẹp đẹp nha. Rồi 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 rồi. Cái này là đúng kiểu timer luôn nè. Tiếng con chim thấy Âu à. Rồi nó ngậm cái hộ chiếu của mình luôn rồi. Vô lý. Đứng ta ở đây, nhìn xung quanh. Rồi ok, có chạy nhanh luôn nha. Chim ấp bay, chim ấp. Nước không xuống được. Nhảy được nè. Chỗ này thì mình không vào được. Bên này có một cánh cửa. Nó đã phá rồi, rất là nhiều xích luôn. Nó ghi là nguy hiểm, cực kỳ nguy hiểm. Cảnh báo, cẩn thận, cẩn dọc vậy đó. Đây có con thuyền. Cái này là cái chỗ đổ xăng. Anh em nào mà chạy mấy cái xuồng bỏ lãi ở dưới miền Tây nhiều chắc biết như tôi rồi. Cái này là để kéo ra. Cái này là cái ống mà tay lái. Anh em cầm cái này anh em quay qua quay lại để điều hướng cho cái bánh chưng vịt ở đây nó quay nè. Đây là cái cần gạt công tắc, tắt mở nè. Thấy thì chạy rất là ngon nha. Đây là anh em vặn cái này giống như vặn tay ga xe đó. Đó, thì cái chưng vịt này nó sẽ quay. Còn cái công tắc mà nó để dưới này á, để anh em mà không có bị vướng hay là lỡ tay tắt máy đâu á. Nói chung có con thuyền thì chúng ta có thể về được rồi đó. Rồi ok. Đi qua không được. Nhấn một nút bất kỳ. Chào mừng đến Dim Heaven. Bây giờ thì nó sẽ khảo sát mình một số thông tin trước khi mà nó cấp cho mình cái visa để vào đây. Bạn thấy chuyến bay như thế nào? Mình có một nút không à? Nó rất là tồi tệ luôn. Nó tồi tệ như thế nào? Tôi đã bị là thương. Nghe thì tệ thật đó. Cô bị thương nặng đến như thế nào? Bạn bị thương nặng đến như thế nào? Rất là nặng. Vui lòng đứng yên là chúng tôi sẽ gọi cái bộ phận hỗ trợ đến. Cái gì, cái gì? Có cái gì đó nó bể nè. Màn hình xanh kìa, màn hình xanh chết chóc cái Windows rồi. Hệ thống đang khởi động lại. Có chỉ vui vui đó vậy? À, ở đây á, là có ba cái nút này à, nhưng mà mình chỉ xài được cái nút này à, hai nút này nó hư hết rồi. Khi nào mình muốn đổi câu hỏi á, muốn đổi câu trả lời á, thì mình nắm cái này mình chọn qua cho nó đúng. Chuyến bay như thế nào? Rồi nó rất là ổn thôi. Cắm vào đây. Bây giờ tiếp tục mình phải trả lời mấy câu hỏi nữa. Chọn cái tấm ảnh mà nó có liên quan đến cái đèn giao thông. Một. Cái điều gì thường rất là nổi biếng ở Dim Heaven? Chậm gấp không có đâu. 1, 2, 3 này chọn 3. Đương nhiên rồi. Chị An tốt thì người ta sẽ đến thôi. Bây giờ cái tấm hình liên quan đến cuộc hẹn 3 luôn. Nào.
Có một con tàu dưới trên biển. Trên con tàu thì Apple có 9 quả táo, Banana có thì ít hơn 5 quả cam, và Apple có một số quả táo. Cái đéo gì đấy. Cái lũ đạn. Cái này là số nguyên âm nè. Còn cái này có chữ Y là cái đéo gì. 63 3. This one là chỉ có một hả? À, nó ghi this one luôn nè. Đúng rồi, đúng rồi. Bạn có muốn giới thiệu cái dịch vụ này cho gia đình và bạn bè và người thân không? Có không, hoặc là có thể. Rồi, cảm ơn phản hồi của bạn. Bây giờ vui lòng lấy là visa của bạn, sau đó là chấp nhận một nhận thêm một tấm vé này. Vé này, vé này. Vé chấp nhận visa của mình 98.000. Nó có được mấy cái lỗ ở đây. Vé này thì nhét vô đây. Rồi mở cửa rồi. Mở rồi, đóng rồi không cho mở à. Nhấn nút Q để xem những cái đồ trang bị trong ba lô của mình. Visa office, hồi nãy chỗ này nó gheo nè, nó gheo rất là nhiều luôn. Hello? Hello? Có ai đây không? Không ai ở đây, mình đoán là thế. Không có vào được. Hey, heo à, camera. Nhấn N để xem những tấm hình mình đã chụp. Cái này gì đấy? À. Bên này có đường mà nó phá rồi. Cái thang này cũng không kéo xuống được. Cái này nó hư rồi. Cái tour du lịch ở trên cái pháo đài này, khám phá cái ngọn pháo đài. Đăng ký thì gọi ngay 556-2343. Chào mừng đến với Dim Heaven. Lối này thì nó có cổng dây điện nè. Đây, nó vô cái máy này. Chẳng có gì trong này cả. Này gì đây? Bóng đèn. Tôi chả biết xài cái này sao luôn á. Năm năm sáu hai ba bốn ba. Phải có cái thẻ gọi gì nó mới gọi được. Mấy cái này thì tôi bó tay rồi. Tôi chỉ thấy nó trên phim thôi chứ chưa có dùng ở ngoài đời lần nào luôn. Này là cái bản đồ à. Dây điện trên này không tương tác được. Bóng đèn này thì được. Cái này mở cửa ra, mở cửa vào hả? Cái này cái máy bán hàng tự động. Cái này để ngắt điện, cái này để mở điện. Ngắt điện, ngắt thử coi. Con quả nó cắn cộng dây điện. Cái này là thuốc đuổi quả phải không? Có ai không? Cái con chim nó lấy cái hộ chiếu của mình nè.
Cái này nó bị kẹt rồi. Tay đơ visa office cái gì đây? Rồi chìa khóa để dưới tấm thảm. Có vẻ khá là quan trọng. Cái bé số 4, số 4 ở trên này là cái gì đó? 65. Một cái đồng xu. Cái này là số 20 phải không? Tháng 3 năm 1981. Cái vé này số 33. Cũng không có lấy được hả? Cái này cái mã thành phố. Mã mặc định của chúng ta là 3516. Chính bốn tám này Matia, tôi đã có một phần của cái bộ mà phát điện đó rồi. Nãy nó kêu mình bấm lúc nào ta, nút tab nó gì 5 5 6 2 3 4 3. Matida, cái cốc này của Matida. Vậy là tí nữa mình phải tạo một cái vé chuyến đi dựa trên cái mã này. Bay code nè là 3516. Mấy cái vé nãy giờ tôi chụp nó ở đâu ta? Rồi cái này khi nào cần tới thì tính. Cái này chìa khóa phá là bay tông cái mà vào tháp ở bãi biển. À cái chỗ mà nó kêu ú ớ nãy á. Chỗ này nè. Cái gương bị hỏng. Cái vòi nước. Cháy vải. À. Nó liên quan cái trên cửa. Đây. Phải hai trái, ba phải một trái. Sai à? Tool bút và cái hộp dụng cụ nó để ngược lại nên phải lật nó lại, phải lật ngược nó lại, trái hai phải ba trái. Rồi đơn giản một cái đồng xu nữa. Cái đồng này 20. Cái đồng này là bao nhiêu ta? 100 hả? Tôi nhìn không ra số mấy luôn á. Một nào không không nào. Vậy là mình có 120 đồng. À, dành cho là những người quản lý ở đây thôi.
0362. Ba năm mười sáu. Không phải à? Nhấn cầm chô để ngồi xuống, biết rồi. Cái này không can thiệp được. Gì đây? Bình xăng hả? Bình xăng con. Nó trống rỗng à? Không có gì cả. Cam Keeper. Này có cái gì nè? Cái tẩu thuốc nè. Cái gì? Tôi mới đụng cái gì nữa nha. Không có bỏ vô được. Ở ngoài cái này anh em nhớ con thuyền đầu game vô là nó có xăng thấy không. Bây giờ mình có thể đem cái bình xăng ra ngoài lấy xăng của nó, nhưng mà cái cửa đó nó phá rồi, mình cũng không biết làm sao nữa. Hay là lấy cái bình xăng hứng nước, không được luôn. Cái gì, cái gì? Giật cái mình con quỷ chim này. Không, cái bé này không phải ra đây à. Cái gì đấy, nó giống một cái ống nước vậy à, cái ống hút xăng. Nhiệm vụ là làm nó trong vòng mỗi 3 ngày, bảo vệ những cái thiết bị cháy nổ nè. Mỗi thứ tư đi cộng DD. Cái này vào ngày đầu tiên mỗi tháng. Ừ, cái này mỗi thứ tư. Đổ đầy bình nhiên liệu nếu như nó trống. Rồi, hiểu rồi. Cái này cái thẻ y tế nè. Cái này nãy có trên trailer nè. Cuộn bằng chuột dừa. Cái này hình như ở đây. Đây hoặc ở đây. Mở đèn lên cho nó sáng sủa. À, cái chai đuổi quạ nè. Hết rồi hả? Không có xài để đuổi quạ được. Rồi chơi xếp hình thôi. Nó là cái này. Cái đa bàn này ở góc trái dưới nào đó. Thank you.
Cái này chưa biết bên phải hay trái hay là ở dưới. Gì không ta? Như thế này thì khả quan hơn nè. Game xếp hình mà làm mệt quá. Gì đúng hơn rồi, ok. Nakita. Đâu đó bên này nè. Này dưới đêm heo vằn in house đau đầu quá. Vậy mới đúng chứ. Cái gì hình ảnh nó gõ một chút là được rồi. Trời nó xé cái kiểu mình mất luôn á. Rồi kiểu đón kiểu gì. Có cái miếng nào gạch ở trên này được không? Nó có một vết trắng ở bên trái. Đây đây còn miếng nữa đi theo chiều dọc xuống một cái nét cắt dọc rất là dài luôn. Cái nét cắt dọc rất là dài này. Vậy thì cái này phải góc trái với dưới rồi. Góc trái dưới rồi. Đây, góc trái dưới đây. Lắp này vô đó. Cái này ở giữa hoặc là góc phải dưới đây nè. Cái này góc phải dưới hoặc là góc trái ở trên. Không vừa, không vừa. Ủa không phải hả? Không luôn. Nếu có cái đường đen lên nè. Sao cái đường này nó thẳng băng vậy ta? Nhức đầu quá. Nếu được
Để nó mới nằm ở đâu đây mới đúng chứ. Trời ơi nó khổ. Trời ơi. Nó đã được giết vào năm ngoái. Nó chỉ để đọc cái dòng chữ này nữa hả? Vậy thôi đó, chất xám của tôi. Từ từ, mình có cọng dây hút xăng nào, nhưng mà làm sao ra ngoài đó được, làm sao để đi ra để lấy xăng nào. À, có cái thẻ nhân viên đây có không ta? Hút vừa vừa thôi. Giờ mở máy còn lên không? À không. Có xăng rồi. Để nắp lại. Kiểu ba lần hả chứ. Phù phẩm thực tế quá. Có điện rồi, có điện rồi. Ừ, cõi đây đúng không ta? Có điện rồi nhưng mà cái này nó hư rồi. À, nó vẫn hạ xuống được. Con chim này nó lấy một phần của cái tay vịn chảy xuống luôn được không? Không. Nó bắt mình phải đi cầu thang xuống. Vậy là phải tìm chỗ nào đó để lắp cái tay này vào. Hồi nãy mình ngắt điện ở đây nè. À đúng rồi. Cái chỗ mình chui qua lấy cái thùng xăng á. Đây. Đó giờ chắc mình đi qua được cái chỗ này. Đi cái máy bán hàng có tiền rồi nè. Mình nãy giờ có mấy cái tiền nè, bây giờ nó có điện rồi. Ngắt điện thì cái máy nó vẫn có điện hả? Cái con này nó nãy nó ăn cái mà Bia Yagi thì nó ở số 7. Không mua được, nó trả lại tiền cho mình. Tiền mình chỉ có 120 đồng thôi. Hoặc là 200 đồng thì mình mua được cái số 907 nè. Không được luôn.
Để coi cái tôi nó dịch được không. Cứ đích là không rồi. Ở đây là nó xếp theo giá hết nha. Rẻ nhất là cái số 9. Nhưng mà mình bấm số mình mua ở đây nó không có hiện trên này. Khi nào đủ tiền á, ít ra là 50 đồng á, thì mình mới mua được món này. Món rẻ nhất trong này là 170 nè. Thiếu 50 đồng nữa. Tới mấy món kia là 200-300 không à. Rồi thôi. Bên này ok hết rồi. Ủa vẫn kẹt á. Vẫn không đi qua được con này. Chỗ này chưa mở được nữa nè. Bây giờ làm sao đuổi con chim đi được. Mắc cái gì sợ con chim ba lớn hả trời. Lấy đá chọi nó cũng được nữa. Không có cái thẻ là không gọi điện được. Bây giờ làm gì nữa đây? Có 120 đồng mà mua được cái gì gì? Mấy cái vé này cũng không biết là tác dụng gì nữa. Con quỷ chim này không đi chỗ khác dùng cái ơi. Không đi qua được. Mua hàng cũng không luôn. Tắt điện thì cái máy nó vẫn có điện. Tắt điện này không biết là tắt điện có cái gì. Cái tờ giấy dán hồi nãy của mình ở trên này là khả năng là nó có vấn đề. Đây hồi nãy chưa chụp cái này. Kiểm tra tất cả ở khu vực gần cái lưới. Ngày đầu tiên của mỗi tháng. Sau đó đặt mật khẩu cái code đó là mỗi thứ tư. Là năm cộng ngày cộng tháng cộng code là sao ta? Nãy quên chụp cái tấm hình mà mình dán lại xong. Uống miếng cà phê đó.
đây nào. Năm á là một, cộng tháng á là ba, cộng ngày. Mỹ thứ tư. Ngày đầu tiên của mỗi tháng. Mấy cái lưới này thì nó tương đối bình thường hết, nó không có vấn đề gì, nên cái quét đầu tiên đó thì chắc là bỏ qua nè. Kiểm tra cái thiết bị cháy nổ thì cái này bỏ qua nè. Năm là cũng tháng là cũng ngày là cũng code nè, là sao cái này mỗi cái lấy một số là bốn số. Từ 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 thế nào. Giải câu này mạnh nha, mỗi cái lấy một số như là 1981 cộng ngày là số đầu, số thứ nhất, số 2, số 3, số 4. Hay là tính cái dấu này như một cái phép toán là dấu cộng luôn. Năm cộng tháng cộng ngày cộng code. Năm tháng mỗi thứ tư hả? Đang ngày mấy, ngày mấy? Ngày thứ tư. Năm tháng ngày 134 cái code mặc định 1346. Sai. Một chín tám mốt cộng ba là 1984 cộng ngày 4 1988 1988 cộng 3 năm 16. Bằng 5504. Cái gì ở đây ghê gì nè. Cái đít con chim, trời ơi. Sai luôn. Bó tay toàn tập. Năm 504 là sai bát. Trời ơi, cái lịch này, cái lịch lật lũ đạn nhà nó. Kết thúc ngay cái tháng 3 này.
981. Còn cái code này là nhiêu ta? 3516. Hai cái này cộng lại. Để coi coi. Là 5497. Bây giờ còn cái ngày và cái tháng. Mỗi thứ tư. Cái này là mỗi cái 3 ngày, còn cái này là mỗi cái thứ tư. Nhưng mà sao biết nó là ngày nào? Số 4 ở đây là có quái gì? Ủa, cái này sao mình chụp hai lần vậy ta? Làm sao biết cái này là tháng mấy? Mình đang ở tháng mấy? Từ 7, 24, 21. Bỏ tay ra lên mạng coi luôn. Tôi lên đợi tí, tôi lên mạng tôi coi cái đáp án luôn. Nó ghi là ngày 25. Tại sao lại là ngày 25? Ngày 25 tháng 2 vậy? Nó cho tôi biết là tháng 2 là lại ngày 25 nữa. Có manh mối gì để mà gợi ý về cái ngày đó không? Má, đèn nó chớp nhức đầu quá. Ngày 22 tháng 5 là cộng thêm 27 nữa. Cộng thêm 27 nữa. Tại sao lại biết ngày 22 tháng 5 thì cũng không biết luôn. Ra là 5 5. Năm 24. Bỏ tài. Kìa, đúng rồi đó. Năm chục cái nè, đó, đủ rồi đó. Ủa? Số 9 đúng rồi hả? 170 đồng nè. 170 nè. Mua sao trời, đó giờ tôi có mua cái máy này bao giờ đâu mà tôi biết. Hay lúa ơi, với tỉnh. Không, 9 cũng không được. Bấm số 9 cũng không được. Đây là rút tiền cho tôi rồi, nó tự động bấm số 9 đã tự động ra. Nè, nó là cái số 9 hả? Mua sao vậy? Để từ từ lỡ thì coi cái đoạn mua làm sao luôn đi.
Ôi giời ơi, còn phải đi sửa điện nữa. Cái máy nó chưa chạy được. Cái này còn sót cái này à. Nãy lên méo đĩa với trên này. Còn cái cửa đây nè. Nó thiết kế thấp sủng gì ai mà nhìn thấy đâu. Cái này là 1-3. Cái này là 2-3. Cái này là K4 luôn. Cái này là hai cái cuối. Ủa, rút dây điện ra luôn hả? À, nó chạy ổn định rồi nè, nó nghỉ chớp chớp rồi. À, điện thoại. Hello? Đã đến lúc rồi, đợt ngủ. Ai đó? Cậu vẫn đang ở nấp à? Cái ông này tưởng mình đang đặc vụ thôi nên ông vẫn còn đang nói cái gì đó. Mấy hiểu gì cả. Nè, 107 nè. Bay. Ủa, lấy được chưa? Không được á. À, 09. Cho mày nè chim. Trời ơi, gặp con chim gặp cục đá ném vào đầu nó là xong rồi. Ủa, mấy tiếng hồ làm gì. 27 tháng 5 59. Rồi vô trong được rồi, khổ vãi. Mèo nè, nó vẫn còn sống nè, có ăn mắt luôn. Game này làm tổn thọ quá. Visa chết phone nãy giờ chưa được nữa. Ý. À, nó giật cái người mình. Bạn sẽ hiểu cho đến khi bạn bước vào đây phá hủy cái nó, phá hủy cái tờ nó này sau khi mà xong cái nhiệm vụ. Hơi vãi, không có cầm được á. À, cái này cái đồ dẻ chứ không phải là cục đá. Được chưa? Sống được. Hình như là thấp quá vậy á. Này là nó xây để nó chỉnh độ cao. Đầu tiên á là đốt cái visa vô đây. Rồi sau đó là chụp tấm hình cười, rồi đút cái vé này vô đây, rồi đút cái visa vô cái ô thứ tư.
Nhưng mà sao nó không có chụp được hình cái mặt mình không nhớ nữa. Không biết nữa. Nè, cười nè. Nó không khớp với khuôn mặt của mình. Miếu được. Lao lên cỡ nào lận. Hơi cao nè, cái tâm nó không ngay chính giữa nè, hơi cao hơn đó nè. Rất cao luôn rồi nè. Làm sao biết cái khuôn mặt? À, mắt mình phải ngang cái tầm của cái này. Như thế này là ngang chưa? Hình như hơi cao. Có vẻ ngang ngang rồi đó. Vẫn méo. Đó, cao hơn rồi đó. Méo được đó. Vậy hạ về hai bậc. Như vậy thì nó hơi thấp này à. Nếu được. Như thế này là ngay đó. Thử bật nó ơi. Thử thêm bật nữa. Hết cỡ nè. Hết cỡ thì nó hơi cao hơn tí. Còn mình quay về một nhịp á là nó ngang tầm mắt là vừa đúng luôn đó. Xem chỗ này phải rồi nè. À, có khi phải ra cái vòi nước rửa cái miếng giả lao này. Thiệt tình. Tôi đoán là vậy thôi, mình có cái vòi nước ở ngoài mà mình quên mất. Miếng giả lao nó dơ quá thì mình... Đó đúng rồi, lựu đạn nhà nó. Sạch chưa? Rửa lần nữa được không? Không. Hay là cần gục tẩy gì không? Tiết kiệm nước. Mà chà nó chứ, quên cái vụ đó. Nhầm bên. Tôi nghĩ là chút nữa mình phải in một cái vé nữa. À, anh em nhìn cái này là đừng có quên cái vụ này nữa nè. Đó, mình phải in thêm một cái vé nữa. Rồi, ok. Trời, nó quét AI nhận diện khuôn mặt nãy giờ. Visa luôn nữa. Làm lại từ đầu hả? Bây giờ phải ra cái chỗ in vé làm lại mới được. Hai ba bốn năm
6, 7, 8, 9, 10. Tấm vé này là có 10 số. Mình là 86, mình có cái visa Apple nè. Ngoài ra còn cái này nữa. Bắt buộc phải in cái vé này không ta? Đầu quá, con game demo mà chơi gần 1 tiếng đồng hồ chưa đâu vào đâu cả. Tôi nghĩ mở trong cái đó là chúng ta hết demo rồi, vừa đẹp lắm á. Cái bước này nó lâu hơn phết. Số 4 sai. Vậy là cái in vé này phải có cái cách nào đó in, cách nào đó chính xác thì mới in được. Indograph. Indograph. Indograph nếu có trong này. Quá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vé là 10 số nhưng mà làm thế nào để có một số chính xác. Giờ chỉ còn bước in cái vé nữa là xong rồi. Có gợi ý nào ở trên đây không ta?
Được. Giải bát. Bốn, sáu mươi lăm, số bốn ở đây. Vậy là mấy tấm vé này là để mở cái này nè. Một vé nè, hai vé nè, ba vé nè. Có ba vé xong mở được ta. Chiếc vé của mình nữa là bốn. Như thế này nó lại ghi là số 4, 65 là số 4. 48. 86. Ba mươi ba. Khả năng mấy tấm vé này không phải đâu. Hay là lấy cái súng xuống bắn nó. Game đau đầu phải là gần một tiếng, hơn một tiếng đồng hồ rồi chưa đâu vào đâu cả. Cái súng này không lấy được. À, bạn sẽ hiểu nó khi mà tiến vào cái văn phòng. Mid, Gibbon và Natco. Mid, Gibbon và Natco là mấy cái chỗ ở dưới này á. Cái này nè. Mid nè. Mid nè. Gibbon. Kia bên kia bên ở đâu? Ghi bên ở đây là số 2. Let's go là số 2, số 4. Tức là số 1 này á, mình sẽ lấy số bên trái. Số 2 này lấy số bên phải. Số 3 này á, lấy số bên trái. Số 4 let's go lấy số bên phải. Nên là 1, 4, 0, 3. Phải lờ cái câu đố. Nó lấy nửa đầu với nửa sau. Trời ơi. À, nó chứ mã cha, nó chứ lụ đạn cho nó chứ. Dưới này mở được không? Không. Bảy chén. Emily Gavanton. Emily Gavanton. Quả đá, đá quả hả? Từ từ mình còn ông chú mình nữa. Emily Gavanton. Vui học sách. Hey, it's been way too long. Yeah. I'm really sorry for that.
I got obsessed. I found something. Something fascinating, yet terrifying that would be too difficult to even try to describe. Recently, I ran into some major obstacles that could put my research at risk. I have to make this right. I know I should have been there for you and your dad, and I promise to contact you and explain everything as soon as I get things sorted. Không lẽ in đại cái nào của người trong đây cũng được. Cái số này làm sao ra được ta? Nhuân đo hả? Số 4 đầu tiên của số 65. 4312674002 4312674002 4312. Bốn nè, ba, một, hai. Sáu, bảy, không, hai. Ủa gì kì vậy? 65. 674. 4312674. 4312674 002 nó nằm đâu ta? 3 giáp là 02 cuối nè. Chỉ còn số 0 này. 123 hết ta? 9 nữa nè. Bảy tám bảy gì đủ hết. Cái bé thì nó cho mình là tám số đầu. 4312674040. Bốn ba một hai sáu bảy bốn không. Bạn biết đấy. Một cái nốt trong game là không đủ đâu. Game này nhạc hay phết đó chứ.
À. Vậy thì số này có khả năng là 9. 1, 2, 3, 4, 9 hoặc là 5 thôi. 9 hoặc là 5. Tí nữa mình kiếm cái vé mình xác định hai cái số này sau. Góc trái dưới này cũng vậy luôn. Đây là 6 nè. Sao mà khó thế này? Này chưa chắc 9 hay là 5. Chưa biết được. Hai chấm dưới thì chưa có. Hai cái này là nó như nhau. Mình còn 1, 2 số, 3 số, 4 số. Hai cái bên phải là số 3 có rồi. Chấm trái ở trên, chấm phải ở dưới. Chấm trái ở dưới, chấm trái dưới mình có cái số này. Nó là cái số thứ 5, thứ 6. Số thứ 6 của bé 33. Số 8. Số 8 ở đây. Chấm trái ở dưới, số này là số 8. Bây giờ còn hai chấm dưới, một chấm trên bên phải và hai cái chấm chéo này. Hai chấm chéo này đây. Ủa? Cái này mới là số 8. Ủa đâu? Cái này số 8 đúng rồi. Nó theo hướng ngang như thế này. Mình còn hai chấm dưới nè, một chấm trái dưới, một chấm phải trên. Hai chấm dưới, một chấm phải trên với hai cái chéo nhau. Hai chấm dưới đây. Hai chấm dưới là số cuối cùng của 48. Số 8 luôn. Trên bên phải, chấm trên bên phải, hai cái chéo nhau. Nếu có rồi. Còn bé nào nữa không ta? Ít dữ liệu quá. Còn thiếu cái này. Giờ còn thiếu cái này. Hai cái à. Cái này phải số 8 không, để kiểm lại lần nữa. Vé 48, số thứ 5. Nó lại là số 9. Thiệt tình. Nè, 9 nè. Thì đâu phải đi theo hàng ngang mà đi theo hàng dọc vậy.
43126742. Sáu bảy bốn không. Này đúng là bốn rồi. Chịu. Ca coi đáp án cho nó nhanh đây. À, cái này là số 2 nè. Cái này không phải số 8 đâu. Nó là số thứ 5 của cái vé 48. Số 9. Còn lại số 2 chấm chéo nhau này. Vé này không có. Cái này tất nhiên là không rồi. Vé này cũng không luôn. Vì sao biết cái đó là số mấy? Bốn tám. Sáu mươi lăm. Nó có từ 1, nó thiếu số 5, số 8 và số 9. Nó thiếu số 5, số 8 và số 9. Đằng này thiếu số 5 và số 9. Thiếu 2, 5, 9. Thằng này thiếu 2, 5, 6. Tất cả đều thiếu số 5 nha. Vậy thì thằng này có khả năng là số 5. Chắc chắn là số 5 luôn, chứ không phải thiếu. Tại vì 7, 8, 9 mình có hết rồi. Vì thằng này chỉ có số 5 thôi. Vé của mình là 3 5 8 5 6 3 9 2. Còn lại là hai cái số cuối là coi mình ở nè, mình ở Undergard là 05. Hai số cuối mình ở Undergard 05. Trail leads to Kishwar. I'm gonna start there. I will find you, Zack.
Ok, lên em. Hôm nay chúng ta lại đổi qua một cái bản demo mới trong cái sự kiện giờ Time Deathmatch, dù đã kết thúc rồi nhưng đội vẫn tiếp tục chơi. Đây là con game có tên là Kixan TD. Chữ TD này nếu như anh em chơi mấy cái game mà dạng mod của tầm World Cup 3 đâu á thì chắc biết chữ TD này là Tower Defense thôi. Đây. Anh em nhìn cái lối phong cách đồ họa này, cái tay này, nó mang vừa nét cổ nhưng mà rất là chi tiết mới mẻ nè. Nên nó cũng giống như là mấy con game mà anh em hay chơi hồi xưa trên những cái bản mà World Cup 3 của tầm mod đâu đó hay ghi tải về chơi. Thì cái dạng mà Tower Defense này, viết tắt của nó từ TD nó cũng rất là nổi tiếng luôn. Đây là giới thiệu cũng rất là đơn giản. Này, Kitchen là một con tower defense nơi mà mình có thể sinh tồn bằng cách xây dựng những cái mê cung như thế này. Hết. Giới thiệu nó chỉ có đúng hai dòng như thế này thôi. Ô, game này chuẩn bị là một tháng nữa ra mắt luôn rồi nè. Đồ họa con này thì nhìn tương đối đẹp đó, vật thể rất là chi tiết cầu kỳ luôn. Đây. Mình có thể xây bắt chéo mấy cái đơn vị công trình để tạo mấy cái mê cung đường đi vô mấy vật. Có đổ bóng nha, cỏ làm rất là tốt luôn, cỏ cây background hình nền làm rất là nổi bật, có đổ bóng. Camera thì nó chỉ zoom đi chính giữa thôi, tôi không biết nó di chuyển được cái camera động để mà lướt lướt xung quanh được không. Đây, hiệu ứng xây nhà làm rất là tốt luôn, anh em nhìn khi đặt một cái công trình xuống á, cái nền đất xung quanh nó sẽ lún xuống đàng hoàng rồi hiện ra cái công trình rồi nó ghép kết nối lại với nhau. Nói chung con này cái điểm mà đồ họa làm rất là tốt. Mình xây mình có thể tạo mấy cái mê cung tạo đường đi trên cái mặt đất, có thêm một số hiệu ứng boost gì nữa, có thể loại quái bay luôn. Hình như chúng ta có cả là nông trại bảo vệ làm nông gì luôn nè. À, quái nó đi vô mấy cái nông trại của mình thì nó sẽ quá phá hủy luôn. Game này coi bộ là xây dựng phải tính toán cái lối đường đi rất là phức tạp đó nha. Nó làm tôi nhớ đến một con game mà tôi đã từng chơi cách đây cũng khá lâu rồi. Thật ra là mới 1 2 năm rồi. Con game có tên gì ta? Từ từ. Tiny Tactics nha. Đây, một con game cũng hết loại Tower Defense này luôn. Game này nó ra mắt thì cũng khoảng là 2 năm rồi nhưng mà anh em giờ chơi thì vẫn rất thú vị á. Gần đây Dev còn có thêm một cái bản cập nhật miễn phí cái DLC nữa nên rất là thoải mái luôn. Game này thì nó cũng thuộc dạng xây dựng như mấy cái quân cờ vậy đó, đồ họa nó làm rất là tốt, hiệu ứng cũng rất là đẹp luôn nha. Cũng mà xây mấy cái đường đi rồi tạo cái mê cung như thế này nè, anh em có thể đặt tương đối thoải mái tự do. Ngoài ra còn điều nữa, nó có rất là nhiều thuộc tính để anh em có thể kết hợp, nó giống như cái kiểu game mà auto chép tờ nhân phẩm á. Đây mình kết hợp là 6 lát assassin thì những assassin này nó boost chí mạng rất là cao luôn. Như cái anh Holy này cũng vậy nữa, mỗi cái thuộc tính như thế này thì nó sẽ rất là khác biệt. Mỗi cái quân cờ thì nó hai cái tộc với hệ, tộc với chung ở dưới đây còn hệ ở trên. Nói chung thì anh em cứ chơi mà mấy cái cờ nhân phẩm dạng auto chess TFT rồi là biết những cái kiểu như thế này. Còn bên này thì tôi chưa thấy cái yếu tố tính năng đó nên chắc tập trung vào cái lối xây dựng công trình là chính. Rồi bây giờ vô thử cái bản demo này, Texan TD Tower Defense, một con game thể loại xây dựng thủ thành. Option không có rung lắc màn hình luôn nha. Audio thì vừa vừa thôi, video rồi FPS khá ổn, để 90 đi là vô chơi thôi. Chào mừng cái nhà anh hùng quả cảm, mình sẽ bui một cái căn cứ dạng một cái mê cung cực kỳ mà trí tuệ luôn để làm chậm những con quái vật và tối ưu tốt những cái hiệu năng của những cái công trình này. Rồi lắp rồi level không, chế độ thì có bậc thầy với mà Kitchen là nghệ nhân. Tôi nghĩ là nghệ nhân nó cũng ngang cấp độ với master rồi còn gì nữa. Còn tùy cái khu vực quốc gia nha, một số nơi cái nghệ nhân là xem như là bậc thầy trong cái lĩnh vực đó, còn một số nơi thì xem nghệ nhân là học việc thôi. Mình có thể ngăn chặn cái đường đi của quái vật bằng cách là cho nó đi vòng từ cái photo này đến photo này. Nếu thành công thì quái vật nó sẽ đi đường vòng lên cái đường khác, đặt cái tường ở đây. Rồi bây giờ quái nó sẽ đi theo cái đường trên này, nhấn vào đây để bắt đầu. Tăng tốc là số 1, số 2 như mấy con game xây dựng khác. Đặt thêm cái nữa đây. Đó, quái sẽ đi cái đường trên. Sao? Ủa? Sao thấy hiu hiu gì nè? Thủ đúng đó ba. Vừa đủ luôn. Ông đẹp này ông tính đến từng cái chi tiết như thế này. Cái quay kế là cái quay cuối cùng, mình có thể nâng cấp cái trụ mình lên. Rồi ok. Nâng một lần 10 tiền, lần thứ hai cũng 10 tiền. Nâng lên thì nó gần như xây thêm một trụ luôn, 0.7 lên 1.4. Nó không khác gì mấy cả. Nâng đường phát nữa nè. Đó. Phát luôn rồi. Nó bắn như tiểu liên luôn á, chứ bắn cục gì nữa. À nâng lên thì nó thêm một thằng lính giờ này nè. Anh em nhìn bây giờ có ba thằng lính đó bắn cùng này nè. Thử lại 3 sao, trọn vẹn map. Cái này mới level 1 à, cái này level 0 thôi, nó còn chả tính vào level nữa. Chọn cái trụ tên
đặt lên. À cái này nó chỉ là bức tường thành thôi, sau đó mình mới xây cái trụ lên. Mình có thể bán cái trụ này luôn để tiết kiệm nơi tài nguyên. Bán đi thì nó mất nửa lượng tiền, chỉ còn có 3 tiền thôi. Bây giờ bui cái tường thành để kéo dài cái quãng đường đi cho cái bọn quái vật. Đây. Vô. Go 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 go. Giờ tiết kiệm 10 tiền đặt cái trụ nữa đây. Hay là nâng cái trụ này lên trước đó. Tôi nghĩ nâng lên nó hợp lý hơn là mình xây nó. Rồi ok. Cái đợt kế tiếp này là những con quái vật nó bị nguyền rủa rồi, nên chúng ta sẽ không có nhận được đồng xu nào. Nhìn cái cổng nó chuyển qua màu tím như thế này, nó là cái manh mối đó. Vì đánh mấy con này không có tiền hả? Không có tiền thôi tôi đợi luôn đi. Tại trong cái quá trình đánh mình đâu có nâng cấp hay chỉnh sửa được cái gì nữa. Cái trụ này nó cũng không có thiết đặt đánh vào những con quái là máu cao nhất, hay là những con quái đầu tiên nó nhìn thấy, hay là những con quái cuối cùng. Nên yếu tố chiến thuật nó chỉ xoay quanh cái vấn đề xây dựng thôi, không có lựa chọn mục tiêu ở đây. Giống như con này nó bắn rất là nhanh đi thì gần như không có tác dụng, còn với những cái con đam cao á thì anh em sẽ muốn bắn đấy, đấy. Sẽ muốn nó bắn vào những cái đơn vị có nhiều mục tiêu hơn chẳng hạn. À mình có thể chọn bằng nút cụ dù chữa. Lên luôn, hai trụ này tầm bắn nó bao cũng phát quát rất là nhiều, lên nâng nó lên trước tiên đó. Tiếp theo nâng cái trụ này lên phát nữa. Rồi trụ này lên luôn. Rồi tới trụ này. Còn nâng được nữa không? Ba lính là hết rồi. Mấy con này tím tím không à, không có tiền nữa. Rồi quay cuối cùng, tập trung nâng cái trụ này lên. Rồi mình còn xây dưới này được cái nữa nè. Rồi giờ có nhiều tiền nâng hết vô này là xong. Đó này mát đó ra nè. Chắc quái nó không có qua được đâu. Ê ê ê nhìn hiu hiu gì. À không vẫn trụ được. Bà sao ok. Quay 2 là sao. Quay 2 là cái méo gì. Rồi chúng ta qua. Ủa sao level 4. Level 0, level 1, level 4. Bạn có đánh rơi nhịp nhau không? Hồi nãy nó ghi mô tả là có thêm cái trụ băng với cái trụ mà nỏ. Đây. Những cái nền đất này thì nó sẽ cho mình một số cái hiệu ứng nào khác nhau. Một số thì nó tăng, nói chung là nguyền rủa những cái bọn quái vật hoặc là hồi máu cho chúng nó. Rồi. Ghê chuột vào mấy ô này mình sẽ thêm thông tin. Cái ô này nó sẽ làm chậm quái đi 30%. Lửa. Tăng cái đam lửa lên những con quái vật lửa luôn. Ô này là cái ô hồi máu cho những con quái bị nguyền rủa. Quái nó sẽ đi theo cái đường này. Bây giờ cứ xây theo cái hình bình thường thôi, ba cái dọc này được rồi. Cái trụ này nó nằm ở giữa nên bắn rất là nhiều nè nha. Nên tôi không muốn xây cái trụ này liền bây giờ đâu. Làm lại làm lại. Mình nên xây ngay đây hay là nên xây bắt đầu từ ngay đây đó. Để suy nghĩ kỹ lại cái đó. Đây như thế này thì hợp lý hơn nè. Bắt buộc nó phải đi qua cái đụng cát này đầu tiên. Mình có là 20 tiền thôi nên chỉ xây được hai cái trụ 10 thôi, không có phân dân nhiều. Khả năng thì tôi sẽ nâng cái trụ này lên nữa. Trụ này nó bắn được 1, 2, 3, 4, 5 ô, nó sẽ mất cái ô này đi. Mình sẽ nâng cái trụ này lên trước. Trụ này tầm bắn nó rất là nhiều luôn.
trụ này nó bắn được 7 ô luôn nè, thêm một ô làm chậm nó coi như là 7 ô rưỡi đi, là 1 2 3 4 5 6 7, 7 ô rưỡi. Cái gì đây, con này sao nhìn nó trâu chó quá vậy? Ê à, nó ngủ rồi, nó ngủ. Cái nữa mình xây ở đây là được rồi, kiếm 3 tiền nữa. Nó đi qua đây mất máu, nó hồi máu, vậy mình nên xây một trụ ở đây để bắn nó chết luôn. Mấy con này nó bị nguyền rủa, giờ này nó không có hồi máu gì hết, rủa nó không có tiền bạc gì hết. Đây đây đây, tiếp theo nâng tiếp cái trụ này lên luôn, hoặc là xây đường ở đây, xây đường ở đây. Cái trụ này thì nó bắn đam 10, tốc độ nó chậm hơn tí, nhưng mà cái xuyên thấu nó 70% lận, tức là bắn vô mấy con thiết giáp nó rất ngon á. Kế tiếp thì sẽ có cái trụ bay luôn. Những con quái bay thì mình chỉ có cái trụ mà cung thủ này mới bắn được quái bay thôi, vì mình sẽ nâng cái trụ này lên bậc nữa. Nè quái bay nè, nó như con mũi vậy. Không, mình trụ này nó lo được hết rồi, thì mình xây cái nỏ thần ở đây. Cái này là trụ băng, nó sẽ làm chậm đi, tuy nhiên nó chỉ có 200 thôi. Trụ băng thì chắc tôi đặt ở trên này, hoặc là ở đây đi. Ở đây nên để băng hay là nỏ ta. Kế tiếp là những cái con kỵ sĩ, nó sẽ có rất là nhiều giáp luôn. Chỉ có mà cái trụ nỏ này thì nó mới có tỷ lệ xuyên thấu, xuyên giáp rất là cao. Bây giờ đi đặt cái trụ băng đây, còn lại đặt thêm cái nỏ mình đây. 13 tiền á. Cái nỏ này tầm bắn cũng khá là tốt, nên tập trung nâng nó sớm luôn, xây hai cái này nữa. Cái trụ này chắc tôi bán được, chuyển thành trụ băng. Ở đây thêm một trụ băng nữa. Nè nè nè, mấy con thiết giáp nè. À, bắn hết lớp giáp nó rồi thì mình mới bắn vô máu được. Chỉ nên đặt những cái trụ này đằng trước để nó bắn phá cái lớp giáp nhanh hơn, rồi sau mấy cái trụ này nó sẽ rỉa máu. Rồi hiểu. Ninja thì có thể né những cái đòn bắn rất nhiều luôn, nên tốt nhất mình làm chậm quái vật. Tại vì trụ băng này làm rất tốt cái việc đó, nên đặt thêm cái trụ băng nữa ở đây đi. Mấy ninja á, ninja là con nào? Là ninja nào phải không? Ừ, đúng rồi, nó có vác cây kiếm sau lưng theo kìa. Con này con thiết giáp. Né à, mày né à. Mày thì né, mày né à. Né vào mắt. Lăn lộn nữa kìa. Thiếu tiền đó. Rồi lại quái bay tiếp rồi. Không, quái bay phải nâng cái trụ lên. Hai cái trụ cấp 3 mà thủ nổi nữa ta. Từ 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 từ. Không, thủ được, thủ được. Rồi bây giờ mình sẽ tập trung nâng cái trụ này lên tiếp. Trụ này tầm bắn nó rất là tốt nè, nên nâng nó lên đầu tiên. Né hộ, né hộ. Quy kế là quy cuối hả? Trời, quay bay nó ra nữa rồi kìa. Mà
mát mát lần nốt cái vụ băng này lần luôn. Nó ngủ rồi, nó ngủ rồi, nó ngủ này là tính theo cái quãng đường nó đi hay là cái lớp sát thương nó nhận vào hay là cái lớp giáp nó bị phá. Sao tự nhiên nó đông vậy nè, trời nữa kìa. Trụ băng này nó cũng khôn nhớ, nó bắn mỗi con một cái rất là khéo luôn. Phần trụ này lên nốt mấy cái trụ này nó kín mít à, nên nhìn mình vào thì mình không biết là nó max level chưa. Như cái trụ này mình thấy có ba người nè, ba người thì rất là dễ nhìn luôn. Giờ nâng cái trụ này nữa thì chắc đâu có kịp đâu. Thằng gì nó đi qua luôn là chết rồi. Thủng nổi hả ta? Bắn nó, bắn nó. Không thủ được, thủ được, vẫn thủ được. Được, không sao hết, ngon, 3 sao. Vị 4 này là cái méo gì đó. Hình như mình bắt đầu lại từ ngay cái giữa con game là ngay cái quay 4 á, chứ không có bắt đầu lại cái quay trước được. 4 rồi tới 6, à 6. Thì mình sẽ nói cái đường này ra. Đây là cái chỗ gì? À đây nè, đây là chỗ này nè. Chỗ này sẽ gấp đôi cái lượng đam luôn. Double đam. Mình sẽ tránh việc con vái nó đi vào chỗ này. Chắc ăn cái trụ đầu tiên rồi phải như thế này. Cái này không xây được. Mình sẽ hướng con vái nó đi xuống cái đường này. Cái trụ này là trụ gì? Trụ này chắc bắn lan quá ta. Nhưng mà sao nó lại nằm ở đây đó? Này 1 2 3 3 4 4 cái. Còn cái này tôi không biết có nên giữ rồi không? Để đây thì nó rất là vướng luôn. Rồi không, mình đặt một block ở đây nữa cũng được. Rồi. Coi cái trụ này tôi nghĩ là cái trụ bắn lan quá. Bây giờ bắn cái nghĩ rồi. Ê, số hiệu gì nè? À không, nó còn đi qua đây vòng nữa. Ừ. Sao cái trụ này nó lên 8 đam luôn nè. Không hiểu cho lắm.
Xong xây đầy đủ hết ta. Cho nó lên 8 đam, cái trụ này nó cũng 8 đam luôn. Hình như là mỗi gao nó tăng đam lên phải không? Như cức. Cái cái thử giờ thử cái trụ này bên đây, không có chơi cái trụ xuyên giáp nữa. Trụ băng mình nên đặt ở đây hay là cái nỏ ta? Đặt trụ băng ở đây đi. Nó bắn ngay từ lúc nó ra luôn. Cố gắng nâng trụ này lên lần nữa. Nó thấy quái nó mới nhổng cái đầu lên nó bắn. Còn mấy quái là nó ụ xuống nó ngủ à. Rồi 5 tiền bạn ơi. Chết nó không trời. Chết. Nó bắn về tử liền chứ. Tiếp theo là cái nỏ ở đây. Hoặc là cái băng. Nâng cái băng lên. Nhưng mà xây cái này trước đi. Không, xây thêm cái này nữa. Nó bắn nhanh để nó bắn mấy con bọ nó đi được chỗ này á. Xây đây để nó bắn bọ. Đừng có né như thần thánh quỷ thần sầu nữa nghe. Né vừa thôi bạn ơi. Ừ. Rồi bọn nó sẽ đi đường này. Mình sẽ nâng cái trụ này lên bật nữa. Không, bọn nó qua tới đây thì trụ này nó xả hết rồi. Lên trụ này nãy gắn nỏ thì nó ngon hơn á. Thiệt. Nâng trụ băng á. Chuẩn bị nâng cái nỏ lên lần nữa. Hoặc là nâng cái băng lên. Nâng cái băng lên thấy ngon hơn. Sống kìa. Thank you.
này xin giáp hết quá. Rồi ok, lần này qua đó, còn rồi đó. Thank you.
Trụ này một trụ thì nó vẫn là đủ đó. Rạc nóc luôn. Nói chung thì cũng sống nữa rồi nên bây giờ không lo nữa. Còn rồi bắn nó không mất máu nổi luôn nè. Được, nói chung là sống mấy con đầu thôi, mấy con này sao là vẫn thủ được, vẫn sống thêm con nữa. Còn quay nó hả ta? Đầu tiên nâng này lên, tiếp theo lần này nó trâu không tiếp trâu luôn. Cái quay cuối này đã dễ hơn mấy cái quay đầu hết ta. Ba con thì nó đâu đi qua được chỗ này nữa. Những chủ bắn rồi. Vô tầm chỗ này nó nã. Chỗ này nó yếu gì nè. Bỏ tài luôn. 3 sao nhưng mà không được mơ phép. Chỉ là đép nó tính sẵn cho tôi đó. Thiếu cái vòng tròn thôi. Qua đây đó. Ok, chúng ta qua cái màn chơi kế tiếp. Bây giờ bắt đầu có sông, có núi, có đá rồi đó. Nhưng mà không có gây màn hình đi được. Giới thiệu tính năng mới cho mình là mấy cái xưởng lúa mì này. Khi mà kết thúc mỗi tour đó thì mỗi cái trụ bãi lúa mì này nó sẽ cho mình là 10 tiền. Mình có thể bui một cái trụ xạ thủ ưu tú, nâng nó lên 3 lần nó sẽ thành cái trụ elite. Cái trụ elite này nó bị giới hạn nhưng mà nó rất là mạnh. Quái thì bây giờ nó đi 3 đường luôn hả? Trên.
Nó sẽ đi dứt dắt như thế này được. À, nâng lên tầng thứ ba thì cái tầm bắn nó rộng hơn rất nhiều nè. Xây xong thì nó mới có viên ngọc luôn, vậy là mình chỉ nâng được cái trụ này một lần thôi mà. Rồi, thử quay đầu em, một trụ này đủ được không? Xây thêm một trụ cung nữa. Thủ được, thủ được. Xây thêm một nữa đi. Nên xây cái nỏ thần ở đây, nỏ thần nên xây trên này đi. Nó cho mình 30 tiền thiệt luôn kìa. Bây giờ thêm cái trụ băng. Ừ, 13 tiền này để xây thêm cái gì đi. 14 tiền này. Có cái nỏ ở đây rồi. Có cái trụ băng đây rồi. Thêm cái trụ băng dưới này thì chắc thêm cái nỏ ngay đây nữa. Rồi. Đầu tiên thì mấy con bọ chết rồi, quái bay nhiều quá ta. Chắc phải thêm trụ cung đúng không? Ừ, mấy con quái chuột chó nó ra nè. Thủ được không trời? Được, 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 được. Ừ, còn trời ơi, nó ra bầy bọ nữa. Chỗ này không bắn mấy con quái đi, đi bắn cái gì vậy? Chủ băng cũng méo bắn luôn. Chết tôi rồi. Tên quái cả trên rồi. Sống một bay luôn. Sống ba con luôn. Mới có quay hai à. Làm khó nhau vãi cả. Trời, đi tới đó nó mới ngủ. Nó khôn dữ thiệt á. Kệ không sao. Chắc phải xây thêm mấy cái máy cắt cỏ ở đây nữa mới được. Ây da, quái bay nhiều quá. Quái bay nhiều quá. Kịp đây, kịp đây. Rồi, kịp, 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 vừa đủ luôn. Đây chắc thêm cái trụ băng nữa hết ta. Bắn mấy con này thì chả có tiền bạc gì hết. Thôi nhanh đi, đi qua không được đâu. Lên trụ băng luôn. Đây thêm cái trụ băng nữa nè. Ở đây lại một cái trụ băng nữa đi. Trụ băng nằm dưới này. Trụ băng nó bắn mỗi con một lần à, không cần nó bắn nhiều lần. Mấy con thiết giáp ra nè. Bây giờ phải lên mấy cái nhà thiết giáp nặng nặng này mới được. Trời, mấy con ninja nó né nữa chứ. Được không đây, thủ được không đây, được rồi, được rồi. Nó chưa qua được đâu. Rồi, thở phào nhẹ nhõm. Cung này mình còn nâng bậc nữa. Lên cái máy tuốt lúa này đi. Nâng ba cái này lên trước. Ba cái này nó vị trí đẹp, chết rồi, quái bay ra nữa rồi. À, nó chết. Không, lần này ít hơn, nâng máy tuốt lúa lên. Không có tiền bạc gì trên này không?
phải thêm một cái trụ băng ngay đây nữa. Mấy con bọ này thì chủ cung với máy tuốt lúa này nó làm được rồi, nên mình không cần can thiệp nhiều. Ở đây là cái trụ băng đó nè. Kịp 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 kịp, không sao hết. Chết rồi, mấy con quái này số lượng nó đông quá. Nó lại không có tiền nữa chứ. Không, mấy trụ cung của mình chắc vẫn thủ được. Trụ cung với trụ này nó gánh hết. Ô nãy đánh được không ta? Bao ô nãy đánh được không? Nổi vậy. Được 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 được, không sao hết. Sống khỏe. 34 tiền. Băng băng băng. Thuốc lúa. Ở đây chắc cho cây nỏ. Ở đây chắc cũng cây nỏ nữa. Nát, nát. Nát luôn. Ở đây nó chỉ đánh được 2 ô thôi, khá là khó, khá là yếu. Được, thủ được, thủ được chưa sao. Ở đây tôi sẽ thêm một cái máy tuốt lúa nữa. Mấy này nó trâu vật ra luôn á. Phía trên này thì chắc tuốt lúa này mát chưa. Tìm cái băng ở đây nó luôn. Vừa đủ mát luôn nè. Chết rồi quái bay. Chắc phải thêm cái nỏ thần ở đây nữa. Nỏ này nè. Mấy này nó trâu kinh dị luôn á. Thủ được không ta? Chứ được DPS mình cũng khá là ổn ở khu này. Đừng có chạy nữa bạn ơi, đi từ từ thôi, chạy chọt đi. Được rồi, khỏe rồi, khỏe rồi. Này còn bật cái nữa, 13 tiền nữa. Né, mấy con này cũng né nữa. Rồi mát luôn à. Nếu có lên đồng tiền nào luôn. Giao 43. Đây mình xây được một cái nữa.
Chết rồi, tiền nhiều quá rồi. Quay thứ 11 là quay cuối rồi. Rồng hả? Rồng lửa luôn. Không có quái đi bộ mà. Đừng. Như vậy bán 2-3 cái nhà này luôn á. Bán hết mấy cái nhà này, xây cái trụ bay thôi. Không, vẫn thủ được, vẫn thủ được. Nửa cây nè. Nhà này bắn nổi không đây, bay, cứu lên. Vừa kịp, ngon. Ngoại trừ sổng ba con đầu tiên hồi nãy do anh sơ ý thì còn lại cũng khá là ok. Chơi khéo khéo thì vẫn phui máu, nhưng mà là biến quá. Ủa, demo đây là hết rồi đó hả? Trời ơi. Tôi nghĩ demo đây là hết rồi. Hoặc là mình phải chơi phui mà không gớt con nào thì nó mới mở tiếp. Rồi thôi, game này coi như cũng khá ok. Một con game Tower Defense. Chơi đến đây thôi, ok bye bye anh em. Có thời gian thì tôi lại thử một vài cái demo nữa. Mặc dù hết cái sự kiện giờ tên nước phép rồi, nhưng vẫn chơi ủng hộ dev. Rồi bye anh em.